Rồi chào anh Toản ở Quảng Ninh ha. Cái máy mini của anh à, thì anh kêu test cho anh xem ha. Bình xe máy này ha. Anh làm vừa cái bình luôn ha. Bình này em xài bình 5 ampere ha. Dạ anh có bình 9 ampere, 7 8 ampere xài cũng được ha. Rồi. Đây em test bình 5 ampere thôi. Bình nhỏ thôi ha, máy của anh nè, thì máy có chế độ kẹp ngược không sao hết nè, kẹp trừ nè, qua cộng ha, đây có thắt nút là cộng ha, qua trừ nè, để tải luôn nè, tải bóng đèn luôn. Bớt cò này ha, máy không chạy nha, đảo lại cháy nha anh, kẹp đúng thì nó chạy, kẹp ngược thì thôi à, không hư máy ha. Bóng đèn sáng trắng nha, sáng lò luôn. Rồi. Máy này đi nó tiết kiệm bình lắm nha, thì lóc chơi luôn rồi chạch thì đó là đánh ok luôn. Đây bình chỉ có 5 ampere thôi mà sáng trắng nha, thì cũng có nhiều anh em kia test bình xe máy nha. Thì đây xe máy nè, anh em có bình xe đạp điện đi là lâu lắm nha, khoảng 2 tiếng. Ha, máy của anh xong rồi ha, em gỡ luôn. Thì anh em là có nhu cầu thì liên hệ em ha.